nhắc đến Tây Nguyên là chúng ta nhắc đến vùng cao nguyên đầy đắng và gió, đến núi rừng hùng vĩ và thơ mộng, nhắc đến tiếng chim, tiếng thú vang vọng cả đất trời. Tây Nguyên không chỉ đẹp về cảnh vật thiên nhiên, mà đặc biệt hơn là vẻ đẹp của con người, vẻ đẹp của cả một nền văn hóa lâu đời, đậm đà bản sắc dân tộc. Và đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là một trong số những vẻ đẹp đáng tự hào đó. Với người Tây Nguyên, cồng chiêng và văn hóa cồng chiêng đó là một tài sản vô giá. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên không những là một giá trị nghệ thuật đã có từ lâu đời, được khẳng định trong đời sống xã hội, mà còn kết nối tinh thần của hồn thiêng sông núi qua bao thế hệ. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Không gian văn hóa cồng chiêng được hiện hữu trong ngôi nhà sông, bên cạnh nhà quê, bên bếp nhà dài trong gian khách, lan tỏa trong khu mộ địa huyền bí, khu bến nước, sừng đầu nguồn, trên nương rẫy sau mùa lễ hội ở vùng đất đầy nắng và gió này. Cồng chiêng gắn bó mật thiết với cuộc sống của các dân tộc người Tây Nguyên, là tiếng nói của tâm linh, tâm hồn con người để diễn tả niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, trong lao động và trong sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là một không gian môi trường tự nhiên tạo nên một thể thống nhất không thể tách rời trong không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trở thành tiềm năng để phát triển du lịch. Cồng chiêng mang lại sự linh thiêng cho cuộc sống, khiến con người cảm thấy được sống trong một không gian thanh cao, tâm linh huyền ảo. Tiếng cồng chiêng Tây Nguyên hòa nhịp âm vang như gợi cho người nghe thấy được cả một không gian sanh bằng, không gian làm nương rẫy, không gian của những mùa lễ hội tân tân của cả vùng Tây Nguyên rộng lớn bao la của xứ sở đại ngàn. Không chỉ có vậy, cồng chiêng còn mang đến cho đời sống của các dân tộc người Tây Nguyên sự lãng mạn nên thơ. Đó chính là nguồn gốc của những án sử thi, những án thơ ca đã đi vào huyền thoại. Thank you.
Thì cảm ơn.